công tác phòng chống lụt bão à. Nói chung là đây còn cá nước chân dạng lan tươi tốt và cho mưa đi kiểm soát à, kiểm soát vàng lan là đang dằn rồi hết. May ở dưới này mình vô hộp này người ta giá bảo chứ cây khế cao không sao nè, nằm dưới thấp rồi mà. Đây vườn cây cảnh cũng còn ổn, ở ngoài gió ghê, gió dập mấy cây khác chứ còn mình nằm dưới hộp à. Dạ dạ. Ồ ồ ồ. Hả? Khế nó không sao. Là là cây khế bự rồi chứ còn. Đấy. Vườn cây cảnh bình thường. Nhưng mà bình thường hết. Sao ngã nở cái cây này phải bao báo 15 mà mới sợ. Lo cho hung. Thấy rồi. Nằm dưới hộp nó cũng đỡ. Phòng chống. Vàng cây bình thường không sao hết.